ghe này là lên không nổi các bạn, tụt lại nữa các bạn. Tụt lại rất là nguy hiểm, chiếc xà lan ở đằng sau đấy các bạn.
mỏi rồi tụi mình. Dậy lên, dậy lên. Tính về lại để tiếp vậy các bạn, nhưng mà ta không đồng ý tại vì giọng cũng không có nổi do đó nên sẽ không cho về lại để tiếp vậy. Là ta sẽ bỏ dây ở trên từ trên đó đó bạn, bỏ dây trên đó đó chị đang bỏ dây xuống nè, bỏ dây xuống để tiếp vậy cái vỏ này các bạn.